ơi. Phải được, phải được. Nhất lên thì phải nói. Rồi đi 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 đi. Dạ. Trời ơi. Dạ. Con làm một cái tẹt tôi cười lớn nhất. Trời trời, thân thủ phi phàm. Ở trò chơi này chúng ta sẽ có hai người một đội chơi với nhau. Hai người đứng tựa lưng vào nhau. Rít đứng vào nào. Dạ. Sau đó bóc một trái bóng, bỏ vào chính giữa. Đó, sau đó không dùng tay, kẹp lại, di chuyển. Di chuyển qua hai bánh xe, đúng vậy. Di chuyển lên trên bục rơm. Tiếp tục di chuyển. Đó, qua luôn, coi làm sao qua. Không, cái này không có. Rồi mình lên đây, di chuyển lên đây luôn. Rồi hai người làm sao thả này xuống. Dĩ nhiên không dùng tay, chúng ta thả lưng ra sẽ rớt xuống. Sau 2 phút đội nào mang về nhiều quả bóng thì đội đó giành chiến thắng. Ai sẽ là người chơi đầu tiên? Em. Tại sao? Tại vì Chris chơi kiểu gì cũng sẽ thua, Đúng vậy. Làm mẫu cho người ta. Xin mời. 2 phút bắt đầu. Chân phải đi vào trong bánh xe nha. Rồi. Chris, chân đi vào trong bánh xe nha. Đi vào trong lỗ đó luôn. Nó mới khó chứ đi ngoài nó dễ. Hay đổi chiều thử coi. Người đi trước người đi sau đi. Tao bể bóng. Bởi vậy, để tao bể bóng hoài vậy ta. Đừng có viết mạnh quá. Người đi sau là quan trọng á. Ê, từ từ chị ơi. Từ từ. Tới rơm đi chị. Mở hàng, mở chân ra, đúng rồi. Rồi. Nghe yeah. Kẻ thù đang đứng trước mặt. Ôi. Chị luôn hả? Chị Thảo. Từ từ. Đi lại từ đầu. Em chọn cho mình cái bài luôn. Về cái chơi này được không mọi người ơi? Mình sẽ chịu thua luôn nha mọi người ơi. Cái này chưa rớt luôn. Rớt rồi. Thì mình ném người ta là nếu người ta ném lại gấp đôi có gì đâu. Thôi mình đừng ném người ta nữa. Thưa quý vị, cực kỳ khó khăn dành cho Harry Won. Coi chừng rớt đi. Chưa. Không được giữ trái bóng bằng tay. Rồi rớt, chơi lại từ đầu. Hôm nay coi như mình tập thể dục đi mọi người ơi. Mà mấy người này cũng chọi bên cũng ác ghê. Phải để gần tới nơi mới chọi để bắt đi lại từ đầu, hiểu không? Còn chọi khúc đầu đó đâu giờ thú vị. Rồi, ok, rồi, đi. Dạ, lên sân thử chọi xuống kìa. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Tranh thủ chọi đi em. Ủa sao vậy? Tiếng người ta sẽ chọi mình ghê lắm. Thế hả? Nãy giờ em đâu có chọi gì đâu. Dạ đó Harry, dạ đó. Ok rồi.
tới rồi hai anh chị. Rồi con thằng chạy chân nha. Ê chôm em ơi. Ok rồi, em vòng cho. Ok. Rồi hết giờ. Như vậy là sau 2 phút thì chúng tôi không cần kiểm kê, chỉ có 3 lần thôi. Harry với áp lực gánh nặng trên đôi vai là Chris Phan đã gồng gánh khó khăn 2 phút chỉ mang về được 3 quả bóng. Bây giờ là đội của Lê Lộc và Mạc Văn Khoa. 2 phút dành cho đội Mạc Văn Khoa và Lê Lộc, bắt đầu. Nhìn mấy trái bóng sợ quá em ơi. Nào cho xuống lưng nha. Đâu đâu. Ở lưng em mình phải đừng ngửa đấy, em ngửa gì ghê thế. Em kẹp lại rồi, đó. Được rồi. Ok kẹp. Đi nha em. Đi. Rồi ơi kẹp vậy thôi đường đi. Thôi phải chờ xuống. Vậy ơi. Mặt em chưa có sửa gì á. Rồi đi từ từ. Em chưa sửa thì làm được. Em phải buông trái bóng đây, phải buông trái bóng đây. Chứ cờ rít. Ôi, từ từ. Úi da. Nè, banh cái chân ra nè, Ây da, đập chân em vậy ông. Anh đạp đâu? Tại Chris nó. Trời ơi. Trái bóng của anh mới đạp chân em ấy chứ. Rồi, đi đi. Ủa, trái bóng nó nằm ở chỗ nào em đấy? Nghĩ cho mấy. Hồi nãy em có dục cái trái banh cho chị đúng không? Em không hề dục một phát không nào. Không dục ba vậy thì cho em. Em nước của em quá tất cả đều là chị già hết. Thế vậy hả thì không? Em không hề ném một phát nào. Rồi hả? Em không làm lại từ đầu. Rồi đứng đây đây đây. Ok, rồi đi. Ôi. Trời ơi. Chưa mà tôi dí mày để người ta đi tới cầu thang bên kia cái. Rồi từ từ. Khùng quá, ném ở đây đi, đi lại nó gần hơn. Bên kia xa lắm. Từ từ. Rồi. Rồi chưa? Đi. Trời mặt bà giả ghê quá. Tay rồi đó. Em không có ném chị. Ủa cái tay ra. Ai rồi đó kìa mẹ. Ủa cái tay ra bỏ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Rồi rớt bóng lên lại từ đầu. Thấy nó nghe lời cho em qua một cái. Rồi đi trước cho. Cho em qua một cái đi rồi ném gì ném nha. Đẩy đi trước cho. Rồi. Rồi đi. Ú gì vậy gì? Ơi ơi còn con cho người ta rồi. Một trái đi tội nghiệp. Dạ cho em một trái đi mấy anh chị ơi, cho một trái thôi. Trên đỉnh vinh quang, trên sân thượng đang có hai kẻ thù. Cái gì ghê vậy ta? Lộc ơi! Dạ! Lộc có gì đâu? Hồi nãy em không có chọi chị. Em có sao không? Hồi nãy em không có chọi chị ơi, có sao không? Lên cầu thang đi! Bước lên đi em! Lên đi! Từ từ, đi chơi! Bước lên cầu thang em! Đừng có! Rớt bóng chưa? Chưa! Đừng có nắm quần anh nó tụt. Lên.
Ủa vậy? Rồi thả nó ra. Trái bóng đâu? Trái bóng đâu? Ủa, lên tới đây trái bóng đâu? Đó rồi. Trời ơi. Ba 30 giây còn lại. Chết rồi kìa. Thôi cho người ta trái đi. Đi Minh Thị cho trái thôi. Ờ cho trái đi. Mà bé Lộc em phải nhanh nhẹn lên. Đó. Từ từ thôi, từ từ. Dù sao cũng thua, từ từ. Thấy sao người ta thoát, người ta đủ rồi. Rồi. Rồi, đi lưng. Thấy được. Nhất lên thì phải nói. Rồi đi. Không mấy em đi trước được không em? Nha. Khoan. Giờ sao? Em cho cái chân qua bên này đó. Ủa sao không đi qua? Đi. Qua ơi đi qua. Đi kìa. Rồi vô trái bánh kìa. Đây. Ôi, vô đập kìa, vô. Đó đúng là con. Ê, vô tiếp. Vô tiếp. Được. Chưa lên. Từ từ, bắt đầu lên nè. Rồi. Em đưa trên một tay. Đúng. Giỏi. Được đó. Lên đi. Từ từ. Chơi nghe mình chắc bài viên. Ghê quá. Rồi. Lên đi em. Rồi, hết giờ. Khoan cho bỏ vô cái. Anh giờ. Anh cho bỏ vô cái. Thưa quý vị, như vậy là thời gian đã kết thúc. Như vậy là sau 2 phút đồng hồ thì đội Mạc Văn Khoa và Lê Lộc không mang về được quả bóng nào cả. Rất tiếc điều đó đã xảy ra. Không được một trái luôn không? Không được một trái luôn. Chơi dở quá. Bây giờ thưa quý vị, đừng buồn gì cả, thời gian không cho phép. Mệt chứ. Bây giờ là lượt cuối cùng của Thuận Nguyễn và Lâm Vĩ Dạ. 3, 2, 1. 2 phút bắt đầu. Dạ. Dạ ơi. Ngon. Chưa được luôn á. Dạ ơi, chưa được. Vô số kẻ thù. Cái gì vậy? Lấy trái khác nào. Chị lấy chưa, tới giờ trả nghiệp rồi đó. Từ từ, để cho tao đi vài bước đã. Em phải bảo vệ cho chị. À, Lộc ơi. Mọi người tránh ra. Chị đây đi dạ ơi. Đâu. Chị ơi, từ từ nha. Trời, sao anh em mình rước kém à? Ủa nước đâu ra? Trời ơi, ê, vừa mới ngọc nước kìa. À. Giúp luôn. Ôi trời.
Lộc ơi, lên Lộc ơi, tránh ra cho anh xin cái cho Lộc ơi. Lộc cho tránh ra cho anh xin cái nào. Chị đi, chị đi. Trời đi quá, trời đi. Em đi ra Lộc. Em đi ra Lộc. Tất cả tránh ra cho em xin ném một cái này ạ. Ok. Để trả thù những hình ảnh Huỳnh ấy em bị. Thôi ăn thua luôn. To quá em, vẫn khỏe quá. Khỏe quá hả? Khỏe thiệt sự. Đó, con không đi qua cái này. Để vô. Đau. Đừng mà mọi người ơi, đừng mà đối xử với em vậy. Thật ra cũng chỉ vì là miếng cơm anh áo thôi mọi người. Nè ta đi. Rồi đi qua chỗ này đi. Đi qua đúng rồi. Rồi chị dạ đi qua chỗ này. Ủa thôi đi qua dễ dàng hả? Trời. Hay thiệt á. Cái đứa chơi hơn mệt mà mấy cái đứa chọi nó mệt. Ôi đi thùng nguyên cấp hết. Ta chọi là phải có là kỹ thuật. Phải có chiến thuật. Chọi riêng lẻ đâu có được, phải chọi hàng loạt. Đúng. Còn một trái nữa đâu? Trái đâu đi. Rồi, hết giờ. Rất xuất sắc là Thuận Nguyễn và Lâm Vĩ Dạ mang về 4 quả được 3 điểm thưởng. Harry và Quýt. Harry và Quýt 3 quả được 2 điểm thưởng. Và Mạc Văn Khoa cũng như là Lê Lộc. Rách. Không có quả nào được 1 điểm thưởng. Thì trong trò chơi vừa rồi chúng ta cũng thấy Lâm Vĩ Dạ là người ít kẻ thù nhất. Khi quấy chơi tất cả đều bao giây. Thưa quý vị, đã chơi vui rồi, chúng ta sẽ tập trung làm một câu chuyện nó mang nhiều cái cảm xúc cho quý vị. Đó là cái câu chuyện nằm ở trong cái phần hạnh phúc là gì. Xin mời quý vị.